Thưa quý vị, sau khi về đời thường, trở lại các bến xưa, nơi đoàn tàu không số đã từng cập bến để chuyển vũ khí từ Quảng Ngãi đến Mũi Cà Mau, thấy còn nhiều đồng bào khó khăn, tôi đã quyết tâm phải làm gì đó để trả ơn. Đó là những lời bộc bạch của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức, ông Sáu Đức, nguyên thuyền trưởng tàu 674, trực tiếp tham gia giải phóng Trường Sa vào tháng 4 năm 1975. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức dù tuổi đã cao nhưng vẫn hết lòng với công tác vận động thực hiện quỹ đền ơn đáp nghĩa. Lần dở những bức hình trong tập ảnh trên tay, như cuốn nhật ký ghi chép một cách ngắn gọn, chân thực nhất về những sự kiện và công việc trong cuộc đời mình. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức luôn nhớ đến ân tình của đồng bào và đồng đội. Những năm mình hoạt động trên chiến trường, những con tàu ngoài Bắc vào các bến được đồng bào, đồng chí đón tiếp, nuôi dưỡng, bốc xếp, chuyển tải ra súng đạn ra mặt trận. Để những khẩu súng, những viên đạn từ miền Bắc, hậu phương miền Bắc đưa vào miền Nam còn chất lượng ra mặt trận để tiêu diệt kẻ thù. Mang nặng ân tình với đồng bào, đã 82 tuổi, từ nhiều chục năm qua, ông đã cùng các đồng đội của mình vận động được hàng chục tỷ đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội cho các địa phương mà năm xưa đoàn tàu không số từng cập bến. Chúng tôi vận động cũng đạt được kết quả, giúp đỡ con em của anh em trên tàu không số năm xưa mà được học hành, chăm lo đầy đủ, nuôi dưỡng bệnh tình, rồi giúp đỡ cảnh nghèo khó, rồi nhà nát, nhà tạm, nhà tranh, nhà lá, thì làm sao mà vận động để giúp đỡ những cảnh đời mà bất hạnh nhất. Khi trở về địa phương với cương vị là ủy viên ban thường vụ mặt trận phường, ông Sáu Đức lại tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa, mong thế hệ trẻ không ngừng lao động cống hiến, giúp ích cho quê hương và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại địa phương thì chú vẫn rất là tích cực với tuổi cao như vậy, nhưng mà chú vẫn tham gia hoạt động cùng với lại mặt trận tổ quốc phường trong các chương trình hành động tại phường. Bản thân của chú là có kinh nghiệm trong việc mà chăm lo, vì vậy là chú sẽ đưa ra những cái phương hướng hoạt động cho cụ thể để cho ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường có thể thực hiện một cách là hiệu quả nhất. Tôi là lớn tuổi, sức yếu, thì và chú cũng vận động mạnh thường quân và những người đồng đội năm xưa, thì số tiền để mà xây cầu và đắp đường và tặng học bổng. Làm sao mà cố gắng còn sức thì còn làm để đền ơn đáp nghĩa những cái ân tình năm xưa mà đồng bào đồng chí đã cưu mang mình hoàn thành được nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.